Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểm của chị Thủy ha. Để chị Thủy lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai giống mai ghép giống siêu bông Bình Lợi nè, giả từ xoắn nè, siêu bông Sài Gòn, nhị ngọc toàn Cẩm Thạch, nhị ngọc toàn, hàng già mùa hết cô chú anh chị ha. Cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống hoặc là mình chơi Tết năm 2025. Toàn bộ hàng này sẽ chơi Tết được cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy ha. Hôm nay lên thì mức giá chỉ vài trăm ngàn một cây ha, đến 1 triệu mấy ha. Bao ship nha cô chú anh chị ha. Rồi không mất thời gian nữa, gặp chị Thủy ha. Rồi chào chị Thủy nha. Rồi hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa để xem kênh nha. Thì hôm nay trở lại kênh á thì em có một con lô này nó trung trung nè cô chú anh chị, nhưng mà già mùa tàn kẹo ha, đẹp để mình chơi Tết năm 2025 ha. Để em lên giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình thì em dạo luôn là tiếp theo là mã số 11C. Rồi 11C đây là một cây Bình Lợi cô chú anh chị. Hàng già mùa cô chú anh chị ha. Này ghép từ đời đầu của cô chú anh chị ha. Đó, bo ghép đời đầu của cô chú anh chị ha. Nè. Đó, cái chọc bo nè cô chú anh chị ha. Nè, chọc bo trong đây nè nó bằng vuông tay cái luôn á. Hai cái nhánh rẽ là một bo một là nó rẽ ra nè mà bằng tay thỏ em á. Nó tàn khủng khiếp ha. Hoành thân được 21. Rồi. Cái cây này là cái hàng mà ghép bo đời đầu tiên á, lúc mà mua có anh Đủ Lực có cô chú anh chị ha, là về ghép vô cây này trước ha. Người ta lấy bo rồi giờ bây giờ mới lên bán ha cô chú anh chị ha. Đó, lấy bo dài quận rồi đó. Chiều cao là được 111. Tán ngang là 126. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình, giá chỉ 2 triệu là em bao phí ship nha. Rồi, đợi cây 2 triệu là mình có một cây để mình chơi Tết năm 2025, quá tuyệt vời luôn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 12C. Tiếp theo mã số 12C là một cây giảo tử sắn nha cô chú anh chị. Rồi. Giảo tử sắn này thì ghép già mùa rồi ha. Nhưng mà cái cây thì nó hơi xấu một chút xíu nè cô chú anh chị. Nè. Nó dài dữ lắm mà cô chú anh chị, mấy cái chọc bo nè cô chú anh chị ha. Nè. Nè, cái bo nó xoắn mà nó dài như vậy nè cô chú anh chị mình thấy không? Nè. Nó dài tới mức vậy nè cô chú anh chị thấy nó rủ xuống nè. Cái này về cô chú anh chị em mình thích á, mình mua về là mình cho vô một cái chậu ấm cô chú anh chị. Mấy cái tược về dài mà không quắn này là tược gừng cô chú anh chị mình lại bỏ ha. Về cắt bỏ giùm em nha. Đó, em không có bỏ hết được á cô chú anh chị ha. Nên là nhiều khi còn ấy á. Nè. Cây mạnh khỏe đi đọt bình thường nha. Đó. Đây, cái này thì nó cái xấu này là thì này nha chị ha. À, đúng rồi, xấu là xấu do cái này là nó bị lũa nha cô chú anh chị. Nha, nó bị lũa một lần. Nhưng mà cái mấy cái này là nó mạnh khỏe đàng hoàng nha, tược rồi nó lên bình thường nha. Cô chú anh chị ha, tược rồi nó lên đây nè. Bình thường nha, cái da còn sống bình thường nè. Chứ bị lũa thì nắng táp quá cô chú anh chị ha. Nắng áp quá. Đó, cái để có luôn. Rồi thông số cái này luôn hả chị? Rồi. Thôi này em đo ngay cái cổ khúc này đi. Để đo dưới này cũng được mà. Ừ, đo trên đó đi. Đo trên đây đi, đo khúc dưới đó thì nó mắc cục gạch bị dán cong của nó. Tại điểm này là mình được 24 không cô chú anh chị? Rồi. Để em đo luôn khúc dưới này luôn cho. Cho cô chú anh chị em mình cảm nhận được hai chỗ đo ha. Ừ. Hoành tại điểm này là mình được 29 nè. Rồi. 24 với 29 nha. Chiều cao là mình được chỉ có 99. Tán ngang là mình được 64. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1 triệu thôi nha. Rồi 1 triệu là mình bao ship hả chị ha? 1 triệu là em bao ship cho cô chú anh chị em mình ha. Nó cây quá là đẹp luôn ha cô chú anh chị. Y như một cái mái tóc sắn luôn ha. Rồi, như cô gái tóc xù. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 13C. 13C, đây là một cây siêu bông Sài Gòn già mùa nữa nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, quá xá quá luôn, lực cô chú anh luôn. Chị ha. Quá trời đẹp. Cái này già dữ lắm mà cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số cái này luôn hả chị? Quanh tại điểm này là được 17 ạ. Rồi. Siêu bông Sài Gòn hàng già mùa nha cô chú anh chị nè, chọc ghép cho bá lệnh luôn. Nè, chọc ghép đây nè cô chú anh chị. Chiều cao là mình được 124. Tán ngang là mình được là 75. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em mình là 1 triệu 100 ngàn em bao phí ship nha. Rồi 1 triệu mốt bao ship cho cây siêu bông Sài Gòn quá đẹp này nha. Hàng già mùa bây giờ là hiếm có được mấy cái cây già mùa này lắm cô chú anh chị. Rồi. Đó. Rồi tiếp theo cây mã số 14C nha cô chú anh chị. Rồi. 14C đây là một cây nhị cung ngọc toàn Cẩm Thạch nha. Rồi nhị ngọc toàn đột biến Cẩm Thạch cô chú anh chị ha. Bông nó sẽ có 3 màu. Ba màu, cây này loại này nó sẽ lên 3 màu cho cô chú anh chị mình ha, chứ không phải là lên 2 màu như là loại nhị ngọc toàn kia. Nhị ngọc toàn kia thì 2 màu và có 4 dạng hoa,
còn cái nhị ngọc tần này thì nó sẽ có 3 màu và nó có sẽ có tới 5 dạng hoa của chú anh chị ha. Đó, là cái dạng hoa của nó là có thể là nó sẽ nở ra màu, cái này là giống như mình chơi xổ số vô cô chú anh chị ha, có thể là nó sẽ nở ra màu trắng nè, có thể nở ra màu kem sọc vàng nè, có thể nở ra màu vàng nè ha, rồi cũng có thể nở ra màu kem mà sọc mà nửa kem nửa vàng cũng có ha cô chú anh chị ha. Đó, Quỳnh Thân tại điểm này được 14 rồi, cái cũ với này là mình được 24 rồi, cái này là bao chơi Tết được nha cô chú anh chị. Chiều cao 75, tán ngang là 60 rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 thôi nha. Rồi 800 ngàn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 15C. Rồi 15C cũng là một cây nhị ngọc toàn cẩm thạch nữa nha cô chú anh chị. Cái này cái tàn quá đẹp ha, có thân có củ có đắt luôn cô chú anh chị ha, tàn rất là tròn nè cô chú anh chị. Có cô chú thì kêu nói chung lá cây nhị ngọc toàn cẩm thạch này bao em không biết bao sao nữa, tại vì cái độ nó đột biến á thì nó ra nè, lá cũng có cẩm thạch mà có la ra lá thì nó cũng không có cẩm thạch nên cô chú chỉ có một hai lá đó, có lá là cũng không lên cẩm mà thạch một hai lá không cẩm thạch thôi, còn cẩm bao nhiêu là cẩm thạch hết nha. Nên em cũng không biết bao là bao làm sao nữa, nên cô chú chị em mình được hỏi em vụ đó em không biết đường trả lời nha. Quanh tại điểm này là được 22,5 em tính 22 nha, cây này bộ đế đẹp quá, thì nói chung là hàng thì bao chuẩn giống nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là mình được là 62 rồi, tán ngang là mình được 70 rồi, cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 850 ngàn nha. Rồi đó cây ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 16C nha cô chú anh chị. Rồi 16C đây là một cây siêu bông xà giòn già mùa nữa nha. Rồi giống một chú sáu bình dương đúng không chị? Đúng rồi. Rồi cây tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị, cây này phải chê đâu nữa, không có chê đâu được á, cái tàn rất là tròn luôn cô chú anh chị ha, là hàng già mùa nữa. Cô chú anh chị mình biết hàng già mùa thì bông nó sẽ đạt hơn là hàng non mùa cô chú anh chị ha. Nè, chọc ghép cho bá đệm nè, chọc ghép dài vậy mà. Quỳnh Thân được 18 rồi, phong tàn thông ha, Quỳnh Thân tại điểm này là 18 cô chú anh chị, có cụ. Chiều cao là 116 rồi, tán ngang là được 87 rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.200.000 thôi nha. Rồi 1.200.000 bao ship ha chị ha. Rồi, rồi đó cái. Rồi tiếp theo cây mã số 17C. Tiếp theo 17C đây là một cây nhị ngọc toàn cô chú anh chị. Rồi nhị ngọc toàn cô chú anh chị ha. Nó nhị ngọc toàn cẩm thạch rồi bây giờ là nhị ngọc toàn như cô chú anh chị. Cái này là lá xanh với ông cẩm thạch. Rồi. Là cái tàn quá xá đảo luôn cô chú anh chị. Tàn rất là đều ha, đều chi đều cành hết. Rồi cho em xin thông số luôn chị ơi. Quỳnh Thân được 17. Rồi. Chiều cao là được 99. Rồi. Tán ngang là 77. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1.100.000 em bao phí ship nha. Rồi, mình đã khai luôn ha. Rồi. Theo cây mã số 18C nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 18C đây là một cây giảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi, giảo nhung bông từ mùa. Bông từ 10 cánh, 12 cánh, 15 cánh nha cô chú anh chị. Đó. Bông rất to và rất đẹp. Cây già mùa quá trời đẹp luôn cô chú. Rồi. Quỳnh Thân thông ha. Quỳnh Thân được 14,5. Rồi. Chiều cao là 117. Tán ngang là 89. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.1 triệu thôi nha. Rồi 1.1 triệu ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 19C. Rồi. 19C đây là một cây siêu bông mình lợi già mùa nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Tàn cực kỳ ấm ha, ghép phong tàn thông cô chú anh chị. Cây này thì có đế nha cô chú chị. Rồi, thông số luôn chị ha. Quỳnh Thân được 16,5 tới 16 rồi. Rồi. Cái tàn quá xa đẹp. Chiều cao là 82. Tán ngang là 82 luôn. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 1 triệu là bao ship ha. Rồi. Rồi, đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 20C nha cô chú anh chị. Rồi. 20C đây là cũng là một cây cúc thọ hương già mùa đó nha. Rồi, cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Trời ơi, cây quá đẹp luôn. Tàn khủng khiếp cái tàn. Rồi, hàng già mùa nha cô chú anh chị mình. Quỳnh Thân được 19.
có củ tàn ôm luôn. Chiều cao là 88. Tán ngang là 72. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800.000 thôi nha. Rồi, cây này cuối clip luôn hả chị? Cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay nha. Thì đây là mấy cái nhánh này nè cô chú anh chị, là em ghép gớt á, em ghép gớt rồi em cắt em bỏ nha cô chú anh chị, nhưng mà cây kẹo tàn rồi nên em không ghép nữa. Cắt em bỏ nên mong để cô chú anh chị em mình về. Rồi hôm nay quay xong là ngày mai sẽ, nói chung là chút xíu sẽ test xeo keo liền xẹo cho cô chú anh chị mình, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm ha. Rồi. Rồi, cái này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Mong rằng cô chú anh chị em mình ưng ý được cây nào thì vào xem và ủng hộ giúp em ha. Thì em rất là cảm ơn nhiều lắm nha cô chú anh chị. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.